Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trang địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Trang địa phương kỳ này, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình để chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Lấy trẻ làm trung tâm, tầm nhìn của Văn Lâm. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện Văn Lâm thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Văn Hiến, nơi có 29 vị đỗ đại khoa trong 10 thế kỷ khoa cử dưới chế độ phong kiến. Tiêu biểu có Trạng Nguyên, Dương Phúc Tư, người xã Lạc Đạo đã làm rạng danh quê hương đất nước. Những năm qua, huyện Văn Lâm luôn dành sự chăm lo quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Chính vì vậy, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Văn Lâm luôn đứng top đầu của tỉnh Hưng Yên. Để thực hiện khát vọng xây dựng một nền giáo dục toàn diện vững chắc, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đã lựa chọn trường mầm non xã Chỉ Đạo để áp dụng triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học mô hình điểm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Để đề tài đi vào cuộc sống một cách thực chất, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành xây dựng 2.500 mẫu phiếu khảo sát đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, khảo sát đối với cha mẹ trẻ, khảo sát thực tế tại các trường mầm non trên địa bàn huyện nhằm đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, về chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, tổ chức các buổi hội thảo và tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non, các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện. Từ đó, đưa ra các giải pháp về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng tại trường mầm non xã Chỉ Đạo. Cùng với những việc làm nói trên, Ban chủ nhiệm đề tài đã thành lập đoàn đến tham quan, thảo luận và học tập tại trường mầm non Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, một trường mầm non điển hình của thành phố Hà Nội. Sau khi đề tài được ký, chúng tôi đã tiến hành họp các thành viên ban chủ nhiệm đề tài để bàn, thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chủ nhiệm, từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm mang lại hiệu quả cao và hoàn thành các nội dung của đề tài. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại trường mầm non xã Chỉ Đạo. Kể từ khi được chọn làm mô hình điểm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Điều đáng nói, sau khi được chọn làm mô hình điểm, lãnh đạo xã Chỉ Đạo và nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh cùng chung tay thực hiện các tiêu chí, yêu cầu, kế hoạch, mục tiêu của mô hình điểm. Xã tập trung nguồn lực để xây dựng 20 phòng học kiên cố, đảm bảo diện tích. Trong phòng học có nhà vệ sinh khép kín cho trẻ theo quy định. Trường có đầy đủ các phòng chức năng như phòng hội đồng, phòng nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất, phòng học Kids Mart cho trẻ. Ước tính tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh hiểu rõ về ý nghĩa, mục tiêu của mô hình. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, nhất là giáo dục cho trẻ ở giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Được coi là giai đoạn vàng, thời kỳ vàng đối với sự phát triển của con người, tạo nền móng cho sự phát triển của trẻ trong tương lai. Ban giám hiệu chúng tôi đã bám sát cái bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhà trường thực hiện từng phần việc như xây dựng phát triển chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, có sự thống nhất, đồng bộ đến sự phát triển của trẻ, tận dụng những cái khuôn viên để phối hợp với cha mẹ trẻ, tập trung trang trí tạo cảnh quan môi trường, tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận, trải nghiệm, học thông qua chơi, chơi bằng học. Từ đó đánh giá đúng cái khả năng của mỗi trẻ để có những cái tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có những cái chia sẻ giữa giáo viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giúp cho nhà trường chúng tôi ngày một phát triển tốt hơn. Để giúp trẻ làm quen với việc quan sát, hoạt động thực hành, môi trường ngoài lớp học đã được nhà trường tận dụng các khoảng trống để trồng các loại cây thích hợp, giúp trẻ dễ quan sát và thực hành, chăm sóc,
như cây hoa, rau, màu. Các sân chơi ngoài trời được nhà trường sử dụng các nguồn nguyên liệu, vật liệu sẵn có ở địa phương để thiết kế, trang trí cảnh quan, tạo ra các trò chơi, các góc mở, giúp trẻ có những hoạt động toàn diện. Đối với môi trường trong lớp học, được nhà trường thiết kế những góc chơi của trẻ gồm nhiều nhân vật ngộ nghĩnh với nhiều màu sắc sinh động, được sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Trong quá trình chăm sóc, giảng dạy, giáo viên tạo cho trẻ có nhiều cơ hội để trẻ tiếp cận, hoạt động một cách tích cực nhất, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, sự hứng thú và sự phát triển của từng cá nhân trẻ. Được sự chỉ đạo của nhà trường về việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tôi và các giáo viên trong trường đã tập trung nghiên cứu bám sát vào cái bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đã lựa chọn những nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhóm lớp và đã tận dụng những không gian, những nguyên vật liệu phế thải để làm ra những đồ dùng đồ chơi và xây dựng các góc chơi cho trẻ trải nghiệm để trẻ có thể chủ động tham gia vào các hoạt động giao tiếp, tương tác tích cực theo phương châm chơi mà học, học bằng chơi. Trao đổi với các cán bộ và giáo viên của nhà trường, chúng tôi được biết, ở lứa tuổi mầm non, các cháu còn nhỏ, các kỹ năng tự phục vụ còn hạn chế. Do vậy, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục được đặt lên hàng đầu. Vì thế, khi xây dựng bếp ăn, nhà trường thiết kế theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo diện tích phục vụ cho học bán trú theo quy định. Bữa ăn được thay đổi theo mùa, phù hợp với thời tiết. Thực đơn được thay đổi để trẻ không nhàm chán, ăn hết suất, đảm bảo các chất dinh dưỡng theo tỷ lệ cân đối và thích hợp. Phòng nghỉ trưa của trẻ được trang bị rèm cửa, có điều hòa, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Việc sinh hoạt ăn ngủ của trẻ được thực hiện một cách khoa học, trẻ phát triển cân đối, hài hòa. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi giảm từ 4% năm 2022 xuống còn 1% vào đầu năm 2024. Cùng với các hoạt động nói trên, nhà trường phối kết hợp với cha mẹ các cháu, các tổ chức ban ngành đoàn thể của địa phương, tổ chức các ngày hội, ngày lễ có sự tham gia của cha mẹ trẻ như ngày hội đến trường của bé, ngày 20 tháng 11, tổng kết năm học, ngày hội thể dục thể thao của bé, Tết hàng thực, bé khéo tay, Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Từ khi trường mầm non chỉ đạo thực hiện mô hình điểm về việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ em làm trung tâm, chúng tôi nhận thấy trường có sự thay đổi rất là lớn, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ. Các phòng học, phòng chức năng cho trẻ như phòng nghệ thuật và phòng kít mát. Môi trường bên ngoài lớp học có rất nhiều đồ chơi, góc chơi, đồ dùng chơi cho trẻ vui chơi, trải nghiệm. Giáo viên tận tình, yêu thương trẻ. Các cháu phát triển khỏe mạnh, nhanh nhẹn, yêu trường, yêu lớp. Chúng tôi rất yên tâm khi gửi gắm vào trường mầm non của chỉ đạo này. Về phương pháp giáo dục của nhà trường thì chúng tôi thấy là nó rất là phù hợp với cả các lứa tuổi của trẻ. Trẻ thì được học bằng những hình thức chơi, cho nên là các cháu là rất tự tin cũng như là thoải mái. Và các cháu thì được tiếp xúc cũng như là được trải nghiệm các cái kỹ năng rất là tốt. Và do vậy thì các cháu rất là hứng thú mỗi khi là đến trường. Cũng như là đối cả những cái môi trường cũng như là quang cảnh của nhà trường thì rất là đẹp cũng như là thân thiện. Thì nhà trường đã tạo dựng được những khuôn viên rất là hợp lý, khoa học cũng như là an toàn theo từng cái khu vực mà các cháu vui chơi, sinh hoạt cũng như là học tập, thì đáp ứng đủ những cái yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn. Được sự quan tâm tạo điều kiện của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, đặc biệt là sự nỗ lực của chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, giáo viên, mô hình điểm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non xã Chỉ Đạo đã thu được những kết quả ban đầu rất đáng trân trọng. Trường đã thực sự trở thành mẫu hình, một môi trường giáo dục hấp dẫn, thân thiện, thu hút trẻ đến trường mỗi ngày. Ở huyện Văn Lâm, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo huyện tới bậc học mầm non, bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân mà hiện nay thực tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Đề tài đã tổng quan kinh nghiệm về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở một số nước trên thế giới, khu vực và đặc biệt là một số địa phương có chất lượng giáo dục mầm non tốt làm cơ sở để vận dụng và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
ở Viện Văn Lâm. Nội dung chất lượng của đề tài thì có giá trị khoa học, đặc biệt là tính thực tiễn. Có thể khẳng định, việc áp dụng các giải pháp xây dựng mô hình điểm trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non xã Chỉ Đạo đã thể hiện được tầm nhìn của Văn Lâm với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Bởi mô hình không chỉ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế mà còn định hình được tầm nhìn của huyện về giáo dục và đào tạo trong tương lai. Hy vọng những kết quả ban đầu tại trường mầm non Chỉ Đạo sẽ trở thành tiền đề để Văn Lâm tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện trong thời gian không xa. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trang địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện Văn Lâm thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.